Nè, em ăn thử miếng này đi. Cái gì mà cứ thậm thò thậm thụt ấy. Lan lựa cái bàn kia thanh toán đi. Anh ra thanh toán giúp em nhá. Bàn kia hả? Vâng. Mà từ bao giờ nhân viên thu ngân lại đi ra sai giám đốc thu tiền của khách là thế nào nhỉ? Không phải sai, cái này là em nhờ. Bất đắc dĩ em mới phải nhờ anh giúp em đi. Thế có chuyện gì? Với cả nếu nhá, mà nó thanh toán cho em ấy, anh không đồng ý. Thôi được rồi, nhá. Đừng để nó lấy tiền của em đấy. Thanh toán cho anh em ơi. Nhá. Em đủ chưa? Em no rồi, gọi thanh toán đi anh. Em ơi, thanh toán cho anh. Dạ, anh chị hết ra 700 ạ. À, em này. Dạ. Quán mình là có bạn tên Thảo đúng không? Quán em có mấy bạn Thảo cơ, anh hỏi bạn Thảo nào? À, cái bạn Thảo mà có mái tóc dài, hay tô son mà chuyên mặc đồ phụ nữ ấy. Có. À, vâng vâng, có bạn Thảo đấy ạ. Chứ ạ, sao ạ? Thế thì bạn Thảo đấy sẽ thanh toán tiền cho vợ chồng bọn anh nhá. Thế ạ. Mình đi em. Anh ơi, anh chờ em xác minh đây đi ạ. Xác minh mà. À đây, Thảo đây rồi. Ồ, hi. Vợ chồng mới cưới dắt nhau đi ăn đấy à? Đẹp đôi đấy nhở. Này, phải công nhận là đồ ăn ở quán bạn ấy ngon thật đấy. Hôm sau vợ chồng tớ lại ghé nhá. Mình cảm ơn. Thế là quen nhau thật ạ? Bạn của em. À, thế là em trả luôn bạn này đúng không? Sao em trả bạn này? Này, bạn ơi, bạn trả bữa này đi, coi như là bù thêm tiền mừng cưới cho bọn tớ. Lần sau bọn tớ lại ghé nhá. Cảm ơn Thảo nhá. Xuống với mình đi. Đi em. Chào chị ạ. Mình đi ạ. Thế là thế nào? Anh hỏi em như nào, em biết thế nào rồi. Thì bữa này thế nào? Thì em trả. Nhá. Anh chị ơi, của anh chị hết 500. Ồ, có 500 thôi hả em? Vâng. Anh bảo đây, em bảo với Thảo, nhân viên của quán mình ấy, thanh toán bàn này giúp anh chị nhé. Anh chị ơi, ai ăn thì người đấy trả tiền, chứ ở đây là không có cái việc là nhân viên của quán thanh toán hộ người nhà đâu ạ. Chúng tôi gán cho Thảo trả. Dạ, không thấy được đâu anh chị ạ. Sao lại không được? Thảo nợ chồng tôi. Thảo thanh toán là chuyện đương nhiên mà. Ai nợ chồng bà hả? Ồ, bạn yêu. Bạn ơi, bạn nói với cái bạn này đi, là bạn sẽ thanh toán bàn này cho vợ chồng mình, được không hả bạn? Bạn bè thì bạn bè, vợ chồng thì bạn quá đáng vừa thôi. Quá đáng? Ai quá đáng, ai vô lý còn chưa biết đâu nhá. Tôi có vay mượn đâu mà bảo tôi nợ. Thế nợ gì vợ chồng nhà bạn? Như thế là quá đáng thật đấy anh chị ạ. Bạn ơi, tôi bảo bạn này, bạn nghe ấy là bạn phải nghe bằng hai tai nhá. Tôi nói thật với bạn ấy, ngày trước khi mà Thảo cưới ấy, là vợ chồng chúng tôi ấy đi Thảo là 2 chỉ vàng. Giá vàng thời điểm lúc đấy là 4 triệu một chỉ. Đến cái lúc thời điểm hiện tại bọn tôi cưới ấy, thì Thảo lại đi lại bằng 8 triệu mà không phải là bằng 2 chỉ vàng. Thì như thế có được không hả bạn? Mà tôi nói luôn nhá, giá vàng ở cái thời điểm hiện tại này nó phải hơn 11 triệu so với 2 chỉ. Tính ra là Thảo mới đưa lại cho bọn tôi 8 triệu thì có phải là đang còn nợ chúng tôi hơn 3 triệu nữa không? Thế thì chúng tôi phải ăn vài bữa nữa thì nó mới đủ bạn ạ. Chuyện mừng cưới là mừng cưới, không thể quy kết xong như thế này được. Hai vợ chồng bạn quá đáng quá. Còn bữa này nhá, tôi không trả. Ôi dồi ôi, lật mặt nhanh thế à Thảo. Thế này thì không được rồi. Tôi là người ở giữa ấy. Tôi thấy thế này này Thảo ơi. Thứ nhất, người ta mừng mình cưới, nếu như người ta mừng bằng vàng ấy, mình cũng phải trả bằng việc mừng bằng vàng. Nhưng mà đây đâu có phải là tiền nợ hay là tiền gì đâu hả anh chị? Thứ hai là mọi người chơi với nhau bao nhiêu năm nay rồi, chỉ vì mấy cái đồng bạc mà lại xảy ra những chuyện như thế, liệu có đáng không? Tôi thấy tiếc cho tình bạn này đấy.